biết anh quay. Cây này năm màu ấy nhỉ? Ngũ sắc mà. Lần đầu tiên mình nhìn ấy, chưa giờ nhìn thấy cây này đâu. Ghép này nó ghép nhiều mà. Ờ thì cứ ghép ghép là tài rồi. Vườn hoa ở trên này nó bán giống 35.000 cây mé. Ờ nhưng mà nó phải ghép đúng không? Vâng, nó ghép đúng rồi. Nói chung thì chưa giờ mình nhìn thấy cái cây nó như thế này.